Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm với các chỉ số kinh tế trong quý 2 khá tích cực, thể hiện ở cả 3 khu vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ và nông lâm thủy sản. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước GDP nửa đầu năm nay ước tăng 7,08%. Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở lại đây. Tuy nhiên, thì nhiều ý kiến cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, cần phải có giải pháp như thế nào? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,08% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của 6 tháng trong 8 năm vừa qua. Các ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo, khu vực dịch vụ có mức tăng ấn tượng. Cụ thể, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu hướng phục hồi rõ nét khi đạt mức tăng 3,28%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào tốc độ tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Chúng ta biết là cái nông nghiệp tăng tốt ấy cũng là một yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, nông nghiệp hiện nay bây giờ nó chỉ chiếm được 15-16% GDP thôi. Cho nên ông tăng nhiều thì ông góp vào nó cũng rất là có mức độ. Nhưng cái nông nghiệp nó quan trọng là nó giữ được cái ổn định cho cái đời sống kinh tế xã hội. Cái đấy rất là quan trọng. Nó làm cái cơ sở để cho cái ổn định chung ấy nó tốt lên. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,28%, cao hơn nhiều mức tăng 7,01% và 5,42% của cùng kỳ năm 2016 và năm 2017. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây với mức tăng 13,02%, đóng góp 2,63 điểm phần trăm. Và mức tăng trưởng công nghiệp chế tạo cũng đóng góp tới 76% tăng trưởng chung của toàn bộ ngành công nghiệp. Trong công nghiệp chế tạo, nhiều ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng và đóng góp xuất khẩu cũng như sử dụng nhiều lao động đều tăng trưởng rất tốt. Đặc biệt là các ngành như sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm khoa học, chế biến kim loại, giày da, may mặc và hóa chất đều tăng trưởng rất tốt và đều có mức tăng cao hơn những năm gần đây. Đây là tín hiệu đáng mừng trong công nghiệp. Cùng với đó, khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất 7 năm gần đây, tăng 6,9%. Nó có một cái xu hướng trong những năm gần đây nó thể hiện rất rõ là cái sự mở rộng rất mạnh của thị trường nội địa. Cái sức mua của người dân được cải thiện. Thì chúng ta sẽ thấy là tốc độ tăng trưởng rất mạnh của hoạt động thương mại, bán buôn, bán lẻ trong nền kinh tế. Tốc độ tăng hàng hóa bán ra cũng cao. Và như vậy mà đấy lại là cái ngành có tỷ trọng lớn nhất trong khu vực dịch vụ. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tiếp tục là động lực phát triển của nền kinh tế, đạt 113,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017, với 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 85,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tôi ghi nhận là 1.000 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất chúng ta đã xuất khẩu đến 77% tổng giá trị xuất khẩu Việt Nam. Và trong số đấy, 100 doanh nghiệp lớn nhất nó đã xuất khẩu gần một nửa hàng hóa của chúng ta trong cái nửa đầu năm rồi. Hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc chúng ta có ghi nhận là tăng mạnh so với nửa đầu năm 2007. Như vậy là tăng đến 30%. Đây là một cái nét mới. Như vậy là qua đấy cũng làm chúng ta giảm cái nhập siêu trong buôn bán với cái thị trường nhập khẩu lớn nhất của chúng ta. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 649.000 tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,4%. Nếu tính cả 1.192,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế 6 tháng đầu năm là 1.841,2 nghìn tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20 tháng 6 năm 2018, thu tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 6 tháng đạt 16,23 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2017. Song vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 8,37 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Trước hết phải nói rằng có rất nhiều các chỉ số để thấy rằng cái niềm tin kinh doanh đang được khơi dậy, các cái doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều. Và phải nói rằng cái kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực qua số liệu thống kê đã cho thấy là có những cái khởi sắc. Và điều đấy cho thấy là một là cái niềm tin kinh doanh đang được khơi dậy,
và thứ hai là quá trình phục hồi kinh tế đang bắt đầu. Và đây là một cái đà rất tốt để chúng ta có thể tiếp tục đẩy mạnh những cái cải cách trong cái thời gian tới. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kinh tế xã hội 6 tháng vừa qua tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, có chuyển biến tốt, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Đây là kết quả quan trọng, cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Với mức tăng GDP 2 quý đầu năm cao nhất từ năm 2011 trở lại đây, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế cùng các chuyên gia đều rất lạc quan với tăng trưởng kinh tế 2018 có thể đạt mức trên mục tiêu đề ra 6,7%, ghi nhận sau của phóng viên kênh truyền hình VTV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cuối tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp này vừa nhận được mã cốt xuất khẩu gạo vào thị trường Hoa Kỳ. Dự kiến lô hàng đầu tiên sẽ xuất bến sang Hoa Kỳ trong tháng 7. Trước đó, nông sản do doanh nghiệp tự sản xuất cũng đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở Dubai. Điều này khiến cho doanh nghiệp đặt niềm tin cả năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc. Tổng doanh thu Hapro thì nó cả hai mảng kinh doanh xuất nhập khẩu và thị trường nội địa. Thì năm 6 tháng qua thì tổng doanh thu vừa cái mảng xuất khẩu nó cũng đạt khoảng 80% so với toàn tổng doanh thu của toàn tổng công ty. Và năm ngoái thì cái tỷ trọng này thì đạt độ khoảng 60%. Với cái xu hướng về đẩy mạnh cái doanh thu xuất khẩu là cái chủ chiến lược của tổng ty, và chúng tôi cũng phấn đấu là cái tỷ trọng sẽ tăng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 2 năm 2018 của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy có 82,6% số doanh nghiệp đánh giá sản xuất kinh doanh quý 2 tốt lên và giữ ổn định so với quý trước, và có 17,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Quý 3 lạc quan hơn so với quý 2 năm nay, khi có tới 88,5% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên và giữ ổn định. Kết quả này có được chủ yếu là do thực thi chính sách hỗ trợ từ phía cung nền kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi tạo doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường và doanh nghiệp trong những năm gần đây. Đây là điều được kỳ vọng giúp tăng trưởng 2018 tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng khi kinh tế sẽ đạt được mức 6,7 bởi mấy cái lý do thế này. Ngay từ đầu năm thì chính phủ đã có cái nghị quyết 01, có từng cái nội dung, có từng cái chương trình hành động cụ thể để mà chỉ đạo điều hành các bộ ngành, các địa phương. Cái thứ hai nữa là Tổng thống kê đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế và cập nhật hàng quý. Và sau khi có kết quả của quý 2 của 6 tháng, chúng tôi lại xây dựng lại cái kịch bản kinh tế với cái mục tiêu là tăng 6,7%, thì quý 3 phải tăng bao nhiêu, quý 4 phải tăng bao nhiêu. Với mục tiêu 6,8% thì quý 3 tăng bao nhiêu, quý 4 tăng bao nhiêu. Báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới cũng cho biết, nguồn tăng trưởng trong thời gian tới chủ yếu dựa vào nhu cầu trên quy mô toàn cầu đang ở chu kỳ tăng, đầu tư ở khu vực FDI và khu vực tư nhân đang khôi phục, và quá trình chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang các ngành dịch vụ, chế biến chế tạo có năng suất cao hơn đang diễn ra. Do đó, đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới sẽ được củng cố và song hành với ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đầy ấn tượng trong năm 2017 và hai quý đầu năm 2018 đang tạo nên nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục tiến lên. Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ ở mức 6,8% trong năm 2018, tăng 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo được đưa ra hồi tháng 4 năm 2018. Đặc biệt, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2018 lên 7,1% thay vì 6,3% trước đó. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng nhận định tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô dự kiến tiếp tục được duy trì bền vững trong trung hạn. Được hỗ trợ bởi năng lực quản lý kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế sẽ bứt phá trong năm 2018. Nhờ đó, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất của khu vực. Tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi sự mở rộng mạnh mẽ lĩnh vực chế tạo và xuất khẩu, gia tăng tiêu dùng nội địa, dòng vốn đầu tư dồi dào của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, cũng như cải thiện lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, các tổ chức trong nước cũng đều dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra 6,7%. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng mục tiêu tăng trưởng sẽ ở mức 6,83%. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo con số này ở mức 6,67%. GDP 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm qua. Tuy nhiên, thì nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều nút thắt. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Một số cải cách vẫn chưa như kỳ vọng của các doanh nghiệp. Chia sẻ với chúng tôi về tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, đại diện doanh nghiệp này cho biết, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra,
tình hình đơn hàng khó khăn ở những thị trường tiêu thụ chủ lực vẫn chưa được cải thiện. Thì cũng không đạt được mục tiêu của mình. Thì một phần thì do là những cái mặt hàng mới thì cũng không dễ dàng để kiếm được khách hàng. Thứ hai thì cái tình hình kinh tế chung của thế giới thì nó cũng bị xáo trộn, đặc biệt là các tháng gần đây thì là coi như là khách hàng họ qua thì cũng giảm bớt chứ không có nhiều đâu. Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở những thị trường tiêu thụ lớn của nước ta và các cuộc chiến tranh thương mại đang ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp giao thương với những thị trường này. Rủi ro cuộc chiến thương mại đang khá cao, trong khi đó Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Thì đến giờ phút này, rất đột ngột, chúng ta chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, cũng như là của chủ nghĩa biệt lập tại một trong các đối tác thương mại lớn nhất trên toàn cầu, đó là ở nước Mỹ. Thì hiện nay tình hình giữa cái chiến tranh mậu dịch của Trung Quốc và Mỹ, ngay cả và của châu Âu nữa, tại hiện nay Mỹ đang áp thế rắn và hàng nhập khẩu của Trung Quốc cũng như các nước khác, nó sẽ tạo ra một cái dây chuyền ảnh hưởng domino đấy nha. Không chỉ khó khăn ở thị trường thế giới, trong nước bên cạnh những chuyển biến tích cực, lãnh đạo chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức nổi bật mà kinh tế đang phải đối mặt. Nổi bật một tồn tại nóng là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, hiện mới đạt 33% dự toán năm. So với năm ngoái, giải ngân vốn đầu tư công có tốt hơn nhưng đang bộc lộ khá nhiều hạn chế. Cái sự chuẩn bị về những dự án và các nguồn lực như là về nhân sự, về mặt kỹ thuật và đặc biệt là những cái quy định của từng cái dự án cụ thể nó cũng không được là kịp thời, chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, cho nên cái tiến trình nó có hơi chậm. Cải cách môi trường đầu tư kinh doanh tuy có nhiều tiến bộ, gần đây theo nhận định của một số viện nghiên cứu, việc cải cách này đang còn nhiều tồn tại, điển hình việc cắt giảm 50% thủ tục kinh doanh thì trong đó chủ yếu là các thủ tục dễ cắt. Có rất là nhiều những cái yếu tố tác động tới cái môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tới trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và chúng ta đã nhìn thấy có đạt được một số kết quả, tuy nhiên những kết quả này mới là bước đầu và được thể hiện ở một vài những cái nội dung của một số bộ ngành nhưng chưa đồng bộ. Và chúng ta thấy là cái sự thực hiện đó không đều, không đồng đều, có bộ thực hiện quyết liệt, có bộ thực hiện tốt nhưng có những bộ ngành thì thực hiện chưa thực hiện, thậm chí là chúng ta đang thấy rằng là có cái xu hướng là đang đi ngược lại với những cái thay đổi. Thiên tai vẫn là mối lo lớn của nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có nhiều thiệt hại nặng nề về thiên tai. Báo cáo số 4457 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01 NQCB và tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp. Lũ sớm đã xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là tại Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, gây thiệt hại nghiêm trọng, thiệt hại ước tính hơn 800 tỷ đồng. Ở phía Nam, sạt lở tiếp tục xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 140 điểm ở mức nguy hiểm và 55 điểm đặc biệt nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhiều ngành chủ lực của nước ta vẫn tồn tại những khó khăn. Lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta vẫn là một cái lĩnh vực mà quy mô sản xuất hộ vẫn là chính. Chắc chắn rằng nếu như chúng ta không chủ động, không lường hết được những cái thiên tai thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Đáng lo ngại, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018 là 52.803 doanh nghiệp, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.984 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 34.819 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký chờ giải thể, tăng 48%. Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 7,1 nghìn doanh nghiệp, chiếm 39,2%, tăng 24,5%. 2,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng, chiếm 15,3%, tăng 25,9%. 2,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 12,5%, tăng 20,1%. 945 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống, chiếm 5,3%, tăng 29,3%. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 6.600 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 6.053 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 20,6%. Có khoảng là 30% trong cái tổng số doanh nghiệp mà đã đăng ký thì ngưng hoạt động hoặc là chờ giải lý. Sức ép lạm phát 6 tháng cuối năm tăng cao khi mà CPI 6 tháng qua tăng mạnh, chủ yếu do giá xăng dầu, dịch vụ ăn uống, giao thông, vật liệu xây dựng tăng. CPI bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, một số ý kiến cảnh báo về dấu hiệu khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ 10 năm xuất phát từ một số dấu hiệu của khu vực thị trường tài chính bất động sản. Thưa quý vị, dù kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương tháng 6 vừa diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện rõ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất 6,7%, cố gắng đạt cao hơn để tạo đà cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục tìm giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay và những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đạt được những thành tích tốt ở cả 3 khu vực, nông nghiệp, dịch vụ thương mại và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, từ nay cho tới cuối năm, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức trong lĩnh vực kinh tế. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ trưởng phải nêu rõ vai trò và tìm ra các giải pháp để tháo gỡ cho các địa phương. Các ông chỉ để biết rằng là theo cái thể chế của nước ta, vai trò của bộ trưởng vô cùng quan trọng với tư cách là tư lệnh lĩnh vực chuyên rút. Tôi đọc gần hết các báo cáo các địa phương gửi lên thì phần lớn các đồng chí có kiến nghị chính phủ một phần, nhưng cái chính là ở các bộ, các ngành chúng ta phải giải quyết cái điểm khác này để tạo ra một cái đồng bộ giữa bộ, ngành và địa phương. Chính vì vậy, việc giải đáp thông tin đến các địa phương trong cả nước, các bộ ngành có liên quan rất quan trọng trong kỳ họp này, để chúng ta nhận định những cái việc mà cần làm để phát triển. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều rào cản, có dấu hiệu chững lại, do đó cần phải tập trung tháo gỡ thúc đẩy. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục hủy bỏ các thủ tục kinh doanh vô lý không cần thiết với tiến độ nhanh hơn, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xuất hiện những điều kiện kinh doanh mới, núp bóng ở các thể chế chính sách pháp luật mới ban hành, nhất là từ cấp bộ, nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển. Rồi môi trường đầu tư kinh doanh là vấn đề rất lớn, cần phải bao quát, tiếp tục thúc đẩy hơn. Chúng ta đã có những tiến bộ, nhưng mà vẫn còn nhiều rào cản trong phát triển. Nhất tình hình gần đây, theo nhận định của viện, một số viện nghiên cứu, một số thành viên trong tổ nghiên cứu nói rằng là cái sự chững lại trong môi trường đầu tư kinh doanh mà chúng ta không kiên quyết không được. Cái số thủ tục chúng ta tuyên bố như vậy, nhưng mà chúng ta tuyên bố các 50% thủ tục, nhưng một số thực chất các cũng còn rất hạn chế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mô hình tốc độ tăng GDP năm 2018 có xu hướng giảm dần, từ 7,45% của quý 1 đã giảm xuống còn 6,79% của quý 2 và 7,08% của 6 tháng. Đặc biệt, dự báo tình hình kinh tế thương mại thế giới 6 tháng cuối năm không duy trì được đà tăng trưởng khá vào năm 2019 và có tác động rất lớn đối với các nước đang phát triển, nước có xuất khẩu lớn, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc dự phòng trước các phương án, đối sách để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và mức tăng trưởng kinh tế hợp lý là rất cần thiết. Việc dự phòng trước các cái phương án để có những cái đối sách duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô và mức tăng trưởng kinh tế hợp lý là rất cần thiết. Trong đó thì tập trung đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển về chất lượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, qua đó tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới. Với cái tốc độ tăng trưởng hiện nay thì nền kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dưới cái tiềm năng của mình. Nếu như chúng ta phát huy được tốt hơn nữa trong cái lĩnh vực như nông nghiệp để có thể là tăng xuất khẩu về rau củ quả, rồi phát triển mạnh mẽ hơn nữa các cái nông trại thì là vận dụng công nghệ cao, thì chúng ta có thể tiếp tục tăng trưởng ở mức độ rất là ngoạn mục trong nông nghiệp. Nếu chúng ta làm được cái việc đó trong công nghiệp và dịch vụ, và thí dụ như là về du lịch, thì chúng ta có thể đạt được cái mức tốc độ tăng trưởng như chúng ta mong muốn. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng hơn 6,8%. Theo xếp hạng tín nhiệm của Fitch, Việt Nam là nước có tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhận định phân tích khách quan nhưng có làm được điều đó hay không chính là do quyết tâm đổi mới sáng tạo của chúng ta trong chỉ đạo điều hành. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến tính chủ động tích cực trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng.
Đến đây thì chương trình tiêu điểm kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.